Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Vietsola. Thì hôm nay lại là một cái video rất là đặc biệt mà Vietsola muốn giới thiệu anh em. Đó là một video báo giá công khai toàn bộ những cái sản phẩm điện năng lượng mặt trời có mặt trong showroom của Vietsola. Thì hôm nay Vietsola sau cái video này, Vietsola sẽ tặng quà cho anh em 10 phần quà cho 10 anh em may mắn nhất anh em nhé. Điều kiện là anh em đầu tiên là anh em xem hết video. Và thứ hai, anh em bấm like và đăng ký kênh của bên Vietsola và comment xem anh em thích cái model gì, đèn năng lượng mặt trời gì ở trong cái showroom này. Và thứ ba, anh em chia sẻ cho Vietsola cái video này lên Facebook của anh em với dòng trạng thái là mình thấy cái sản phẩm này khá là hữu ích. Vậy là ok anh em nhé. Khi cái video này đạt được 200 lượt like và 200 bình luận thì Vietsola sẽ mở ra một cái cuộc live stream và tìm kiếm ra 10 anh em may mắn nhất và để tặng anh em. Giải nhất thì anh em sẽ được tặng, tất nhiên rồi, tặng cái sản phẩm mà anh em comment là thích cái sản phẩm nào đấy là Vietsola sẽ tặng anh em. Và giải nhì thì anh em sẽ được tặng ngay một cái đèn năng lượng mặt trời sách tay trị giá là 350k này em nhé. Còn 8 người còn lại sẽ được tặng 8 cái đèn năng lượng mặt trời 30W để anh em dùng trải nghiệm thử với giá là 150k. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu đi vào báo giá chi tiết từng cái sản phẩm thôi. Ok, thì hôm nay Vietsola sẽ giới thiệu anh em trên 80 mẫu đèn năng lượng mặt trời ở trong showroom này. Thì thời gian ở video thì là quá dài, thì Vietsola sẽ giới thiệu cho anh em những cái công dụng, những cái mẫu sản phẩm bên Vietsola cung cấp thôi. Còn nếu anh em muốn mua sản phẩm thì có thể truy cập trực tiếp tại website trên màn hình là viet-solar.com để vào trong đó. Thì trong đó tất nhiên là có giá niêm yết của từng sản phẩm, và bên trong từng sản phẩm thì có những cái thông số kỹ thuật chi tiết rồi, anh em có thể tham khảo và đặt hàng luôn ở trên website anh em nhé. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Thì đầu tiên Vietsola muốn giới thiệu anh em là cái mẫu sản phẩm đèn năng lượng mặt trời ABS, mẫu đèn nhựa anh em nhé, với giá cực kỳ rẻ, độ sáng tốt và thời gian chiếu sáng suốt đêm, rất phù hợp anh em lắp ở những cái nơi ngõ xóm nhỏ và chỗ uống nước hay những cái nơi sân vườn nhỏ nhỏ của anh em ấy. Thì anh em tiếp cận mấy mức giá tiếp cận rất là dễ, thì anh em sẽ lựa chọn cho mình những sản phẩm này rất là ok. Ok, với mã số đầu tiên là ABS 40 với giá là 350k bao ship. Tiếp theo là ABS 60 với giá là 450k bao ship. ABS 100 với giá là 550k bao ship. ABS 200 là giá 650k bao ship. ABS 300 với giá là 750k bao ship. ABS 400, 400W với giá là 1.050k bao ship anh em nhé. Cái dòng sản phẩm này Vietsola bảo hành 1 năm và lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 đầu tiên. Tiếp theo là một cái mẫu sản phẩm nữa mà một sản phẩm mũi nhọn bên công ty Vietsola cung cấp với giá cực kỳ phải chăng, đèn nhôm, tấm pin lớn, pin dung lượng nhiều và độ sáng cực kỳ cao với giá hoàn toàn phải chăng anh em nhé. Đầu tiên là mã số là VSP 25, 25W với giá là 495k. Tiếp theo là VSP 40 với giá là 650k. VSP 60 với giá là 750k. VSP 100 với giá là 950k em nhé. VSP 200, 200W với giá là 1.050k. VSP 300, 300W với giá là 1.250k bao ship bảo hành 25. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này nó có công suất là 500W anh em nhé. VSP 500 với giá là 1.750k bao ship đó. Ok, tiếp theo là một cái dãy sản phẩm rất là độc đáo bên Vietsola cung cấp độc quyền. Nó có 3 màu ánh sáng, tấm pin sạc nhanh, và anh em có thể lựa chọn 3 màu ánh sáng trắng, vàng, trung tính tùy theo sở thích cá nhân. Đó, Vietsola sẽ bán rất rất nhiều cho anh em công trình hoặc những anh em ở nơi ít nắng giống như là Sapa, anh em rất là hài lòng anh em nhé. Với mã số đầu tiên là VS 50, 50W với giá là 880k. VS 100, 100W, 1.250k bao ship. VS 200, 1.450k bao ship. VS 300, 300W với giá 1.650k bao ship bảo hành 25, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 đầu tiên anh em nhé. Tiếp theo là cái mẫu sản phẩm JD thì quá nổi tiếng rồi. Vietsola đã bán JD được hơn 5 năm và rất nhiều anh em đã dùng rồi và mua lại và rất hài lòng với sản phẩm này. Hàng chính hãng, gọi là hàng trung ương của bên Trung Quốc anh em nhé. JD thì quá nổi tiếng ở Việt Nam rồi. Thì đầu tiên là cái mã sản phẩm JD 8840 40W với giá là 830k. Tiếp theo là
JD8860 60W với giá là 950k. JD8800 với giá là 1.150.000 100W. JD8200L 200W với giá là 1.450.000. JD8300L với giá là 1.650.000. Bao ship, bảo hành 25, lỗi một đổi mua trong vòng 30 ngày đầu tiên em nhé. JD thì rất là nổi tiếng và có tấm pin lớn, đèn lớn rất là dày dặn, và mặt sau của đèn ấy thì nó có dập nổi logo JD đây, chính hãng đây, rất là uy tín luôn anh em nhé. Độ sáng cao, độ bền rất là cao luôn. Và JD thì có hai cái mẫu rất là khủng mà đẳng cấp nhất trên thị trường hiện nay. Tấm pin rất là lớn và đèn anh em có thể nhìn đèn nó to hơn ở người Vietsola luôn. Anh em có thể thấy cái đèn 500W này với mã số là 8500, 500W với giá là 1.950.000. Còn đèn 1000W anh em có thể lắp đặt ở sân bóng, sân bóng chuyền, rồi là các cái công trình phụ trợ để cần độ sáng cao ấy anh em nhé. Thì giá là 2.350.000 bao ship. Đó. Và trên đây em có thể thấy là rất nhiều cái mẫu trụ cổng đẹp, nhiều hoa văn rất là đẹp đây, anh em nhìn thấy không? Mẫu trụ cổng bên dưới này là với kích thước 30x30 cao 30 với giá là đồng giá 1.250.000 bao ship. Đó. Và cái mẫu trụ cổng hoa văn màu vàng này hoặc hoa văn vuông này anh em nhé, thì nó là giá là 1.150.000 bao ship. Cái mẫu sản phẩm trụ cổng 25x25 cao 25cm này với giá là 1.050.000 bao ship. Đó. Và bên trên kia thì cũng giống như vậy thôi. Tiếp theo là cái mẫu sản phẩm UFO mà được rất nhiều khách hàng ưa chuộng trong thời gian vừa qua. UFO thì nó có ưu điểm là dễ dàng lắp đặt. Đó, anh em có thể lắp đặt một cái cột ở giữa sân, cột phi 76 anh em nhé, và đút cái cột vào đây, bắt cột 3 con ốc chí vào đây là xong. UFO ấy thì tấm pin ngay ở mặt sau của đèn, rất là tiện lợi, lạp pin rất là gọn, dễ dàng lắp đặt. Và xung quanh đèn thì nó có 5 cái mắt led này này, xung quanh đèn chạy xung quanh thì nó sẽ sáng được 360 độ. Anh em nhà là có sân vườn để lắp rất là gọn và đẹp. Đấy, nó sáng 360 độ rất là đẹp nha anh em nhé. Cái mức giá của sản phẩm UFO 250W của hãng ZL cung cấp là giá là 1.150.000 bao ship. Đó. UFO JD 500W với giá là 1.350.000 bao ship. UFO ZL 800W với giá là 1.450.000 bao ship. Và UFO 1000 của hãng JD cung cấp, anh em có nhìn nó rất nhiều mắt chip LED nó rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp, tấm pin ngay sau này có cái ốc tháo tấm pin ra rất là tiện lợi, mỗi khi mà có vấn đề chỉ cần bảo hành anh em nhé. Với giá là 1.550.000 bao ship. Còn ở trên đây là một cái UFO kim cương anh em nhé, UFO kim cương 800W với giá là 1.150.000. Rất là đẹp, bởi nó có hiệu ứng cái len rất là đẹp, anh em có thể nhìn khi mà bật lên thì cái đèn này nó sẽ phản xạ cái phản chiếu cái ánh sáng của cái len này, nó ra như là những cái kim cương ở trên mặt sân của chúng ta đấy, rất là đẹp anh em nhé. Tiếp theo là một cái sản phẩm mà rất là độc đáo ở bên Vietsola cung cấp. Đó chính là tấm pin, một tấm pin sử dụng cho hai đèn 100W. Một tấm pin này ở mặt sau lưng của tấm pin này nó có ra hai dây rắc, mỗi một dây 5m nó sẽ lối anh em dùng lắp đặt mỗi đèn một nơi. Đó, một tấm pin sử dụng cho hai đèn 100W là 950.000, 200W là 1.150.000, và 300W của cái mẫu đèn này ấy, thì Vietsolar đang cái mẫu đèn này nó rất là hot, đang là hết hàng, nhưng mà Vietsolar vẫn báo giá cho anh em là mẫu một tấm pin hai đèn 300W là 1.350.000 bao ship, bảo hành 25. Ok, và bây giờ là một cái mẫu sản phẩm ốp trần anh em lắp trong nhà có rất nhiều ưu điểm như là ba màu ánh sáng, tấm pin sạc nhanh, lắp rất là đẹp, ốp đèn trần nhìn như là đèn điện vậy, và cái độ sáng của nó cho ra rất khác biệt hoàn toàn những cái đèn năng lượng mặt trời ốp trần khác trên thị trường, bởi vì nó ra chạy điện áp 6,4V nên là rất là sáng và rõ ràng em nhé. Ốp trần 100W với giá là 880.000, ốp trần 200W với giá là 1.150.000, ốp trần 300W với giá là 1.350.000 anh em nhé. Bên trên là một cái mẫu trụ cổng rất là to, 40x40 cao 40cm,
thích hợp lắp những cái trụ cổng rất là lớn của những cái căn biệt thự lớn hoặc là cổng ngõ nhà anh em mà muốn cái đèn to và độ chiếu sáng hết đêm ấy, thì cái đèn này 40 x 40 K 40 với giá là 1.650.000 bao ship. Ok anh em. Và tiếp theo, đây, Vietsolar sẽ giới thiệu cho anh em là cái đèn đường em nhé, đèn đường dự án. Toàn bộ đèn đường dự án mà bên Vietsolar không cung cấp. Đầu tiên là cái mẫu đèn nhôm liền thể với mã số là ZL68200 của nhà máy ZL cung cấp. Là hãng ZL thì rất là nổi tiếng ở Việt Nam từ khá lâu rồi, cũng là 45 năm Vietsolar bán 45 năm rồi. Nó rất là tốt và ổn định. Đó. Mã số là đầu tiên cái đèn này là 68200 200W với giá là 950.000. Cái đèn này là 68300 300W. Nhôm là giá 1.150.000. Và trên là một cái mẫu sản phẩm rất là hot mà bên Vietsolar cung cấp. Giá hợp lý mà trong cái tầm mức giá này không thể con nào trên thị trường có thể vượt qua nó được anh em nhé. Với giá là 1.650.000 bao ship. Cái đèn này cũng tấm pin sạc nhanh, 8 pin và mưa hoặc mùa đông nó sử dụng thoải mái anh em nhé. Độ sáng rất là cao, anh em có thể treo 8 mét nó vẫn là rất là ok. Ok. Tiếp theo là một cái mẫu đèn sản phẩm nhựa mà bên Vietsolar cung cấp, đèn nhựa ABS này, anh em có thể sử dụng làm đèn thắp sáng trong gia đình hoặc là những cái đèn đường nông thôn mới, những cái đèn đường dự án ở trên miền vùng cao mới mức đầu tư giá vừa phải mà vẫn đạt được cái độ sáng và thời gian chiếu sáng suốt đêm. Đó là VS 1990 90W với giá chỉ 690.000. Mã số tiếp theo là VS 19200 200W với giá là 950.000. Và tiếp theo là cái đèn 300W 19300 với giá là 1.150.000 bao ship. Tiếp theo là những cái đèn đường bằng nhôm, bằng trải anh em ạ. Thì 4 khoang và 6 khoang của hãng ZL Solar cung cấp với mã số là ZL200. Với công suất 200W này thì với giá là 1.250.000 bao ship. ZL300 6 khoang, 6 pin với giá là 1.550.000 bao ship. Còn ở trên cùng kia là một cái hãng đèn JD nổi tiếng mà 1.000W anh em nhé, chuyên dùng cho những cái công suất những cái đèn đường dự án lớn. Anh em có thể nhìn thấy tấm pin của nó đây. Đấy, tấm pin của nó rất là lớn nhé. Đấy. Cái đèn này có thể chiếu sáng được tốt trong vòng 3 ngày mưa, nó vẫn có thể chiếu sáng tốt được bởi vì tấm pin to, nó sạc pin rất là nhanh. Anh em dùng chiếu sáng ở những công trình lớn, những cái đường phụ trợ và những cái đường 5 đến 6 mét chiều ngang rất là ok anh em nhé. Tiếp theo là một cái đèn đường của ZL rất là nổi tiếng ở Việt Nam, đó là chính là ZL Z150 150W với giá là 1.750.000. Và ZL200 tấm pin của nó cũng giống tấm pin của đèn 1.000 kia thì tấm pin nó rất là to. Đó, ZL200 này với giá là 2.150.000 bao ship anh em nhé. Độ sáng rất là cao, cũng chiếu sáng tốt trong 3 ngày mưa, thoải mái luôn. Còn ở trên là ZL300, 300W. Đèn màu vàng này anh em ạ, 10 ô khoang. Nó rất là sáng và Vietsolar đã bán cho rất nhiều nhà máy xí nghiệp, anh em công ty may để dùng để chiếu sáng khuôn viên nhà máy, rất là đẹp. Và anh em dùng hơn 3 năm này rồi vẫn là ok. Đó, với giá là 2.150.000 bao ship. Và tiếp theo là hai cái sản phẩm rất là hot trend của JD. Đó chính là sản phẩm quốc dân của đèn năng lượng mặt trời. Hiện nay nó là mẫu JD369 và JD6300. Đó, hai cái mẫu này, sản phẩm này nó đáp ứng được rất nhiều yêu cầu là độ sáng cao, giá cả phải chăng mà lại hàng chính hãng. Thì cái mã JD369 300W này với giá là 1.250.000 bao ship. Còn cái mã JDE6300L đó là 1.550.000 bao ship cho anh em. Và trên nữa là một cái sản phẩm độc đáo bên Vietsolar cung cấp, đèn đường năng lượng mặt trời có 3 màu ánh sáng, tấm pin sạc nhanh. Anh em có thể chọn trắng, vàng, trung tính. Rất nhiều anh em Vietsolar biết là thích những cái mẫu sản phẩm đèn đường mà có màu vàng hoặc màu trung tính em nhé. Thì đó chính là cái mẫu sản phẩm mà rất được ưa chuộng cho các chủ đầu tư mà anh em có thể lựa chọn. Ok. Và đây anh em có thể nhìn thấy là Vietsolar cung cấp hai mẫu quạt, đó là mẫu quạt 12V chân quỳ và quạt cao anh em nhé. Chân hai cái mẫu này thì 12V này quạt tấm pin nó rất là to và
Thời gian sử dụng nó được 7 đến 8 tiếng, số mạnh, nó mạnh gần như quạt điện luôn anh ạ. Dùng rất là tốt và rất là nhiều khách hàng ưa chuộng. Hai cái mẫu này đều có giá là 1.450.000, bao ship. Đó. Và tiếp theo là một cái mẫu đèn này. Đèn này đèn xách tay, bởi vì Solar có làm một cái video đấy thì 350.000, bao ship 100W, có cả sạc điện thoại nữa. Đấy, anh em rất là tiện lợi anh nhé. Dùng làm đèn sử dụng ở nhà mỗi khi mất điện, đèn học cho con, hoặc anh em có thể xách đi bất cứ đâu. Tiếp theo là một cái mẫu sản phẩm chống lóa của hãng JD Solar cung cấp. Đây, một cái sản phẩm đèn pha chống lóa anh em nhé. Đèn pha chống lóa ở đây thì có sản phẩm đầu 7, có mã số là JD7120 120W, với giá là 1.250.000 bao ship. Và sản phẩm 7200 với giá là 1.450.000 bao ship. Tiếp theo là sản phẩm 300W, 1.650.000 bao ship. Ở cái sản phẩm này nó có cái ưu điểm là mắt LED gương cổ lồi, nó sẽ phân tán cái ánh sáng ra rất là rộng, và ở trong nhà rất là phù hợp, nó không bị gì chóa anh em, nó không bị lóa mắt như những cái đèn năng lượng mặt trời kia, nó cũng chóa, nó to ấy, nó rất là lóa mắt. Thì cái đèn này rất là ok khi anh em thích hợp lắp đặt trong nhà nhé. Đó. Và cuối cùng là một cái mẫu sản phẩm mà Vietsolar muốn giới thiệu anh em, mẫu sản phẩm đèn năng lượng mặt trời sử dụng thích hợp cho miền Bắc hoặc những nơi nào mà ít nắng. Đó chính là mẫu sản phẩm VS một màu đèn chống lóa, nhưng mà có tấm pin mono, thì tấm pin mono nó sạc nhanh hơn tấm pin poly bình thường ở các cái đèn năng lượng mặt trời lên tới 20%. Đó. Đó chính là VS60. VS60 ở đây là giá là 950.000. VS100 một màu là 1.150.000. VS200 là 1.350.000 bao ship. Và tiếp theo là cái mẫu sản phẩm anh em có thể nhìn lên Solar treo trên này. Một cái sản phẩm đèn chóp lón rất là đẹp. Đấy, đèn trao nhà xưởng rất là đẹp. Với mã số là JD6128. Với giá là 850.000 bao ship 100W, có hai chế độ màu ánh sáng trắng, vàng, và lắp đặt rất tiện lợi, có móc treo chống mưa thoải mái, anh em thích hợp, hoàn toàn thích hợp lắp đặt ngoài trời nha anh em nhé. Đó, cái đèn này rất là tiện lợi và đẹp, có cả tính năng chống muỗi nữa. Và cuối cùng là một cái đèn đây, anh em có thể nhìn thấy cái đèn này là cái đèn RGB 7 màu, nó có 7 màu ánh sáng, công suất 200W, nó có thể chuyển đổi 7 màu ánh sáng trắng, vàng, lam, trung tính và màu xanh lam, nó rất là đẹp, nó có thể nó cứ dìu đi xong lại hiện lên, là cái đèn năng lượng mặt trời này nó sẽ nhấp nháy rất là êm, chuyển màu rất là êm dịu. Anh em lắp đặt ở sân vườn, tiểu cảnh hay là soi kiến trúc của anh em rất là ok, mà không cần phải đi dây dợ rườm rà, nó sẽ sáng từ đầu tối đến tận đầu giờ sáng, nó độ sáng rất là tốt và rất là đẹp, mà anh em có thể tham khảo với mức giá là 750.000 anh em nhé. Đèn năng lượng mặt trời RGB 200W 750.000. Ok, thì vừa rồi Vietsolar mới giới thiệu cho anh em toàn bộ những cái sản phẩm có mặt trong showroom bên công ty Vietsolar cung cấp. Anh em tham khảo và muốn mua đặt hàng thì anh em có thể vào website chính thức của công ty Vietsolar là viet-solar.com để chọn mua sản phẩm, tham khảo những thông số kỹ thuật và tính năng của sản phẩm. Anh em nhớ bấm like và đăng ký kênh của Vietsolar để tiếp tục đón xem những cái video tiếp theo để nói về chia sẻ những cái kinh nghiệm sửa chữa đèn năng lượng mặt trời, cách lắp đặt đèn năng lượng mặt trời ra sao, và rất nhiều những cái nội dung hay về xoay quanh đèn năng lượng mặt trời nữa. Hẹn gặp lại anh em ở buổi live stream quay số chọn ra 10 người may mắn nhất trong video lần này. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin cảm ơn.